Xin chào, chào mừng các bạn đến với Yoga by Sophie. Mình là Sophie. Trong video clip này, Sophie sẽ hướng dẫn chuỗi động tác để giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, lo âu. Như các bạn đã biết thì yoga có tác dụng rất phổ biến, đấy là giúp chúng ta giải tỏa stress, căng thẳng. Bằng cách là khi chúng ta tập các bài tập yoga thì mình sẽ áp dụng phương pháp hít thở sâu. Ngoài ra, những cái động tác mà căng giãn cơ trong yoga cũng làm cho cơ thể của mình tiết ra một hormone, làm cho cơ thể mình hưng phấn, từ đó bạn sẽ cảm thấy bớt căng thẳng và lo lắng. Bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu thì bạn hãy chuẩn bị cho mình có thể là một tấm gạch như thế này, hoặc là một chiếc khăn dày. Nếu như mình không có thì cũng không sao, nhưng mà có thì càng tốt bạn nhé. Để bắt đầu bài tập thì chúng ta sẽ cùng ngồi xếp bằng hai chân trước mặt. Trong bài tập hôm nay thì Sophie sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp thở có tên gọi là hít thở luân phiên bằng mũi. Đây là một phương pháp thở rất là tốt, làm cho chúng ta bình tĩnh và giải tỏa căng thẳng. Đây cũng là một trong những cái bài tập mà Sophie thường áp dụng cho chính bản thân mình. Bây giờ chúng ta sẽ vào phương pháp này bằng cách là sử dụng bàn tay phải của mình. Mình đặt ngón cái lên cánh mũi bên phải và mình đặt hai ngón đeo nhẫn và ngón út lên cánh mũi trái. Hai ngón tay giữa của bạn bạn có thể đặt lên vùng da ở giữa hai chân mày của mình. Để làm gì? Để mình đẩy cái đầu của mình thẳng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện hơi thở luân phiên bằng mũi. Các bạn có thể nhắm mắt lại và lắng nghe sự hướng dẫn của Sophie. Dùng tay để bịt cánh mũi trái lại, mở cánh mũi phải. Hít một hơi thật sâu qua mũi phải. Đóng cánh mũi phải lại, mở cánh mũi trái. Thở hết ra. Hít vào qua cánh mũi trái. Đóng lại, mở mũi phải, thở hết ra. Hít vào mũi phải. Đóng, mở mũi trái, thở hết ra. Hít vào mũi trái. Thở mũi phải. Hít mũi phải. Thở mũi trái. Thẳng lưng lên. Hít trái. Thở phải. Thêm 3 lần nữa mỗi bên. Hít vào phải. Thở ra trái. Hít trái. Thở phải. Hít vào phải. Thở ra trái. Hít vào trái. Thở ra phải. Hít vào phải. Thở ra trái.
Rồi từ từ đặt tay xuống gối. Chúng ta vừa thực hiện xong phần hít thở luân phiên. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hai bàn tay xuống sàn và vào tư thế cái bàn. Cùng vào chuỗi động tác con bò và con mèo để khởi động cho cổ và cột sống. Bạn hãy mở hai bàn tay của mình rộng bằng vai, mở hai gối rộng bằng hông. Hít vào, võng lưng mở ngực nhìn lên. Tư thế con bò. Thở ra, hóp bụng vào, cuộn cao lưng lên, nhìn xuống rốn. Con mèo. Hít vào, con bò. Thở ra, con mèo. Ba lần nữa, hít vào. Nhìn lên, mở ngực ra về phía trước. Thở ra, cuộn cao lưng lên, hóp bụng vào. Hít. Chúng ta võng lưng trong tư thế con bò, hướng xương cụt lên trời. Thở ra, cuộn lưng và hướng xương cụt xuống sàn trong tư thế con mèo. Lần cuối, hít vào con bò. Thở. Con mèo. Tiếp theo chúng ta sẽ vào tư thế puppy chó con. Bạn hãy đặt hai cùi chỏ của mình xuống sàn. Rồi mình với dài hai bàn tay lên phía trước. Hít vào thẳng lưng mở ngực nhìn về phía trước. Khi thở ra bạn đặt ngực cằm xuống sàn. Trong tư thế này bạn lưu ý là hông và gối của mình phải nằm trên một đường thẳng vuông góc với sàn. Với dài cánh tay, nhấn ngực xuống. Động tác này sẽ giúp mình mở căng lồng ngực, hai vai và cổ họng. Hít thở sâu, nhìn về phía trước hoặc nhắm mắt lại. Thêm 3 hơi thở nữa ở đây. Nhấn ngực xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta đưa hai bàn tay trở về tư thế cái bàn. Các bạn hãy xòe rộng các ngón tay ra và ngón tay giữa của mình thì hướng về phía trước. Cùng cuộn 10 đầu ngón chân xuống, nâng gối lên, đẩy vai về phía sau và đẩy hông cao lên trời để vào tư thế đao đóc cháu úp mặt đầu tiên. Mở hai bàn chân rộng bằng hông, sau đó chúng ta đi bộ tại chỗ gập từng bên gối. Khởi động cho hai chân, căng giãn phần cơ đùi sau bắp chân. Bạn hãy thả lỏng cổ của mình ra nhé, mắt nhìn vào các ngón chân. Trong tư thế này, chúng ta cần phải giữ cho lưng thật là thẳng bằng cách là đẩy cái xương cụt hướng lên cao. Nhấn mạnh hai bàn tay xuống sàn. Rồi bây giờ cùng co gối lại, nhấc gót chân lên khỏi sàn, hông cao và lưng thẳng. Giữ ở đây nào. 5 4 3 Hơi co gối lại. Nếu lưng thẳng rồi, bạn hơi duỗi gối ra một chút để thẳng gối nhé. 2 Hít thở sâu nào. Và 1 Rồi chúng ta nhìn về phía trước, cùng bước hai chân lên phía đầu thẳng. Hít vào nâng nửa người lên, mở ngực võng lưng nhìn về phía trước nào. Thở ra gập sát người xuống hai chân. Bạn hãy co gối lại, thả lỏng cổ. Co gối, hít vào cuộn lưng, nâng ngực vai đầu, đưa hai tay lên trời. Vươn người lên, mắt nhìn lên, thở ra, chắp tay trước ngực. Rồi chúng ta tiếp tục vào chuỗi động tác tiếp theo nào. Bây giờ hít vào, cùng vào tư thế cái ghế, co gối hạ hông, đưa hai tay lên trời, cái ghế mắt nhìn lên. Thở ra gập sát người xuống, co nhẹ gối tay chạm sàn, thả lỏng cổ. Hít vào nâng nửa người, thẳng lưng lên, tay đặt lên đùi.
Bạn có thể co nhẹ gối để thẳng lưng nhé. Rồi thở ra, hai tay chạm xuống sàn. Bạn bước hai chân về phía sau để vào tư thế plank tấm ván. Hít vào, chồm người lên, mông vai đầu thẳng hàng. Thở ra, hạ gối, ngực cầm úp xuống sàn, bụng chạm sàn, duỗi mũi chân. Hít vào, cobra rắn hổ mang, nâng ngực cuộn vai về phía sau, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, vào tư thế down dog, chó úp mặt, đẩy hông cao lên trời. Bạn có thể co nhẹ gối để giữ cho lưng của mình luôn thẳng. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở ra, bước chân phải lên giữa hai bàn tay. Rồi mình đặt gót chân trái của mình chạm xuống sàn. Bàn chân sau, bàn chân trái của mình chếch một hướng 45 độ. Rồi chúng ta nâng ngực lên, hít vào. Co gối phải lại, mình đẩy hông trái về phía trước nào. Đưa hai tay lên trời vào tư thế chiến binh 1. Mở ngực ra nhìn lên. Ưỡn căng lồng ngực lên, co gối phải. Rồi thở ra, chúng ta mở cánh tay sang hai bên, chồm người lên phía trước. Và nâng chân trái lên để vào tư thế chiến binh 3. Bạn hãy úp hông trái của mình xuống, co nhẹ gối phải lại để giữ thăng bằng. Nếu đi sâu hơn, bạn hãy đưa hai tay hướng về phía trước, nhớ giữ cho lưng thẳng và dài, mắt nhìn xuống. Rồi từ đây, bước chân trái trở về phía sau, trở về chiến binh 1, hít vào nâng ngực lên. Rồi thở ra, bạn xoay người sang bên trái, mình cùng vào tư thế chiến binh 2. Co gối phải lại, hai gót chân của mình nằm trên một đường thẳng. Bàn chân sau thì mình xoay 90 độ, bàn chân trước mũi chân hướng về phía đầu thảm. Bàn tay phải của mình như với về phía trước, bàn tay trái giống như là với về phía sau. Rồi mở ngực cuộn vai, hạ hông xuống, mắt nhìn bàn tay phải. Giữ ở đây nào. 5 4 3, hít thở sâu, 2, và 1, hít vào, đặt tay trái lên chân trái, đưa tay phải qua đầu, mắt nhìn lên, nhớ giữ cho hông thấp bằng gối phải. Và tư thế chiến binh ngược, trong tư thế này chúng ta cần phải căng giãn hết phần lườn bên phải, xoay ngực phải hướng lên trời, mắt nhìn lên, hít thở sâu. Rồi trở về chiến binh 2, mở ngực ra hít vào, thở ra bạn co cùi chỏ phải đặt lên đùi phải. Rồi bạn đưa tay trái qua đầu, xoay ngực trái hướng lên, tư thế góc duỗi một bên, hạ hông xuống. Căng giãn phần lườn trái, tưởng tượng như ai đang cầm bàn tay trái của mình kéo về phía trước. 5, 4, 3, 2, vào 1, rồi từ đây, bạn đặt hai bàn tay của mình xuống sàn. Vào tư thế con thằn lằn bạn nhé. Bạn đặt gối trái xuống sàn này. Rồi bàn chân phải của mình nghiêng sang phải một hướng 45 độ. Bạn cũng nghiêng gối phải sang bên phải. Bàn chân phải chỉ tì xuống sàn ở phía rìa ngoài của bàn chân thôi. Chúng ta cùng mở khớp hông trong tư thế con thằn lằn. Người tập lâu rồi, chúng ta hãy đặt hai củ chỏ xuống sàn. Để đi sâu hơn, mắt nhìn về trước, mở ngực. Giữ ở đây và hít thở sâu. Rồi, chúng ta đặt bàn tay xuống sàn. Úp lòng bàn chân phải xuống, xoay người sang bên phải, tay phải cầm lấy bàn chân trái, kéo bàn chân trái sát vào hông, rồi bạn nhấn hông xuống để căng giãn được cơ tứ đầu đùi của chân trái. Mắt nhìn về phía sau, hít thở sâu.
Rồi, đặt bàn chân trái xuống sàn, hai tay chạm thảm. Chúng ta nâng gối trái lên, rồi bước chân phải trở về tư thế plank. Rồi đào đốc chó úp mặt, đẩy hông cao lên trời. Hãy co gối, nhấc gót chân lên, duỗi thẳng lưng, đẩy hông cao. Đào đốc chó úp mặt. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên, nâng chân trái lên, hít vào. Thở ra, co gối trái, bước chân lên giữa hai bàn tay. Mình đặt gót chân phải xuống sàn, bàn chân sau chách 45 độ. Hít vào, nâng ngực lên. Đẩy hông phải về phía trước. Thở ra, gập gối trái để hạ hông thấp. Hít vào, đưa hai tay lên, tư thế chiến binh một. Mở ngực, nhìn lên, thẳng hai cùi chỏ. Giữ ở đây, hít thở sâu, hãy đứng vững như một chiến binh. Rồi, bây giờ mình cùng mở hai cánh tay sang hai bên, chồm người lên phía trước, nâng chân phải lên để vào tư thế chiến binh 3. Bạn hãy co nhẹ gối trái lại, mở ngực thẳng lưng. Nếu đi sâu hơn được, hãy đưa hai tay qua đầu, úp hông phải xuống sàn. Chúng ta xoay phần cơ đùi trong của đùi phải hướng lên trời, gót chân phải hướng lên trời. Chiến binh 3. Nâng gối phải cao lên. Rồi đặt bàn chân phải xuống sàn, trở về chiến binh 1. Hít vào. Rồi từ đây chúng ta xoay người sang bên phải, thở ra. Cùng vào tư thế chiến binh 2. Bạn lại căn chỉnh cho hai gót chân của mình thẳng hàng với nhau, bàn chân sau xoay 90 độ, mũi chân trước hướng về phía đầu thảm. Mở tay sang hai bên, hít vào, mở ngực ra, cuộn hai vai ra sau và hạ xuống. Gập gối trước, hạ thấp hông, mắt nhìn bàn tay trái. Hít thở đều, hơi thở nhịp nhàng, không có tiếng. Rồi chúng ta cùng vào tư thế chiến binh ngược, hạ tay phải xuống chân phải, hạ vai xuống. Rồi chúng ta đưa tay trái qua đầu, xoay ngực trái hướng lên trời, đưa bắp tay trái sát vào mang tai. Căng giãn phần lưng trái ở đây. Hít thở đều. Mắt nhìn lên. Hãy hít thở sâu. Nếu như bạn cảm thấy mỏi chân, bạn cứ hít thở sâu vì sắp hết rồi. Rồi chúng ta trở về. Hít vào. Rồi đặt cùi chỏ trái tì lên đùi trái. Đưa tay phải qua đầu để vào tư thế góc duỗi một bên. Hãy với dài tay phải về phía trước để căng mở được phần lườn phải. Xoay ngược phải lên. Nhìn lên. Hít thở đều. Tập trung vào hơi thở. Rồi mình đặt bàn tay xuống sàn. Chúng ta đặt gối phải xuống luôn. Để mình vào tư thế con thằn lằn lại nhé. Rồi chúng ta cũng nghiêng gối trái sang bên trái và chách bàn chân trái một hướng 45 độ. Người mới hai bàn tay chạm sàn, mở ngực thẳng lưng nhìn về phía trước. Đi sâu hơn, hạ cùi chỏ xuống, nhìn về trước và giữ ở đây. Rồi chúng ta đặt bàn tay trở về xuống sàn, úp lòng bàn chân trái xuống thảm. Sau đó mình xoay người nhìn ra phía sau bên trái, bàn tay trái cầm lấy bàn chân phải, đưa bàn chân phải về gần mông.
Sau đó chúng ta nhấn hông xuống sàn, mắt nhìn ra phía sau để căng giãn phần cơ đùi trước của chân phải. Giữ ở đây nào. Hít thở sâu. Rồi, mình đặt bàn chân xuống sàn. Bây giờ chúng ta cùng bước chân trái trở về sau, tư thế plank, tấm ván, hạ gối, ngược tầm, chạm xuống sàn, bụng chạm sàn, duỗi mũi chân. Hai bàn tay của mình đặt ngay dưới vai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành tư thế hoặc còn chuỗi động tác lại dài. Từ động tác cobra, rắn hổ mang, trở về sau, tư thế em bé, 5 lần, tay dưới vai này. Hít vào, nâng ngực lên, cuộn vai ra phía sau, mắt nhìn về phía trước. Cobra rắn hổ mang, nhìn xuống, thở ra, lùi hông ra sau, tư thế em bé. 4 lần nữa, nâng ngực lên, hít vào, cobra, nâng ngực, thở ra, em bé. Hít vào, cobra, rắn hổ mang. Ưỡn ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau, mở căng lồng ngực. Thở ra, em bé. Hít vào, ưỡn ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau. Thở ra, em bé. Lần cuối, hít vào, nâng ngực lên, cuộn vai ra sau, mắt nhìn về trước, giữ ở đây, 5, 4, hít thở sâu, đừng nín thở bạn nhé, 3, mở ngực ra, 2, và 1, trở về em bé, nghỉ ngơi ở đây một chút. Hãy giữ cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như tâm trí của mình đi lung tung, thì bạn hãy mang sự tập trung của tâm trí trở về với hơi thở bằng cách tự nói với mình là tôi đang hít vào khi bạn hít vào và tôi đang thở ra khi bạn thở ra. Từ từ đặt tay cạnh gối, nâng ngược lên, đặt hông chạm xuống sàn, duỗi hai chân về phía trước. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thực hiện chuỗi động tác gập người xuống hai chân. Bạn hãy giữ cho lưng của mình luôn thẳng khi thực hiện động tác này. Nếu như lưng của mình bị cong thì cong như thế này, cong con tôm này, thì bạn hãy đẩy cái bụng của mình hướng về phía trước để thẳng lưng. Đồng thời bạn co hai gối của mình lại nhé. Hít vào, đưa hai tay lên trời, thẳng lưng, mở ngực nhìn lên, thở ra từ từ gập bụng, ngực cảm xuống hai chân. Tiếp tục nào, hít vào, đưa hai tay lên, thở ra gập bụng, ngực cảm xuống. 3 lần nữa, hít vào, thẳng lưng, mở ngực ra, co nhẹ gối lại, thở hạ xuống. 2 lần nữa thôi, hít vào, thở hết ra. Lần cuối cùng, hít vào, thở hết ra. Chúng ta cùng dừng ở đây. Bạn hãy giữ cho lưng thẳng, bụng luôn áp sát vào đùi. Và chúng ta cũng có thể là mình lùi hai hông về phía sau như thế này để mình giãn được cơ lưng dưới. Hóp bụng vào, nhấn bụng xuống đùi bạn nhé.
Mở ngực ra, cuộn vai về phía sau, duỗi dài lưng ra. Giữ ở đây nào, thả lỏng cổ, mắt nhìn xuống rốn. Hít thở sâu, hướng hai mũi chân lên trời. Hạ củi trỏ xuống sàn. Nhắm mắt, hít thở đều. Hơi thở phản ánh tâm trí. Khi chúng ta hít thở đều sẽ làm cho tâm trí của mình bình an, giảm mọi lo âu và căng thẳng. Rồi từ từ nâng ngực lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nằm xuống sàn. Lưng chạm sàn, ôm hai gối sát vào ngực. Động tác tiếp theo có tên gọi là Happy Baby, đứa trẻ hoan hỉ. Động tác này vừa giúp mình mở khớp hông, lại vừa giúp mình căng giãn, massage được cho lưng dưới. Bạn hãy mở hai gối sang hai bên, hai bàn tay, ngón cái, ngón trỏ của mình ngoắc vào hai ngón chân cái. Rồi hướng gối xuống sàn. Chúng ta sẽ đung đưa gối sang bên trái, gối trái chạm sàn. Đưa lưng về giữa, rồi nghiêng sang phải, gối phải chạm sàn. Cứ liên tục như vậy. Cảm nhận sự căng mở khớp hông hai bên. Và trong tư thế này, bạn lưu ý là mình luôn nhấn cái lưng dưới của mình xuống sàn bạn nhé. Thả lỏng tâm trí, thư giãn khuôn mặt. Hít thở sâu. Để nhấn được gối xuống sàn nhiều hơn, bạn có thể úp hai bàn tay của mình lên hai lòng bàn chân như thế này. Nhắm mắt lại. Bây giờ chúng ta đưa lưng trở về giữa, nhấn lưng dưới chạm xuống sàn, rồi dùng hai bàn tay để nhấn gối xuống. Mình giữ ở đây. Thả lỏng khuôn mặt. Thư giãn phần da trán, hai thái dương, đôi chân mày. Thư giãn quai hàm. Hít thở đều, hơi thở nhịp nhàng không có tiếng. Nếu đi sâu hơn được, bạn có thể duỗi nhẹ hai gối. Nhớ nhấn lưng dưới của mình xuống sàn. Rồi chúng ta co gối của mình lại, đặt hai bàn chân xuống. Chúng ta sẽ xoay cột sống, mình ôm gối phải. Đặt hai bàn chân của mình xuống sàn. Rồi bây giờ bạn sẽ mở hai bàn tay sang hai bên. Rồi mình đưa hai gối hướng sang một bên. Sophie đưa hai gối hướng sang trái. Mình mở cánh tay phải về phía sau. Tay trái của mình nhấn hai gối xuống sàn. Và cùng một lúc chúng ta cũng nhấn vai phải hướng xuống sàn. Hóp bụng vào, giữ ở đây một chút. Động tác này giúp mình massage cho cột sống, giúp cột sống dẻo dai.
Trở về giữa nào, chúng ta đổi bên. Bây giờ chúng ta sẽ nghiêng hai gối sang bên còn lại. Hai gối gập 90 độ. Ngửa cánh tay phía sau hướng lên trời, bàn tay hướng lên trời. Dùng tay còn lại để nhấn đùi và nhấn gối chạm xuống sàn nếu được. Hãy nhấn vai xuống, hóp bụng vào, mắt nhìn về phía sau. Hít thở đều. Rồi chúng ta đưa hai gối trở về giữa. Động tác cuối cùng, chúng ta sẽ nằm nghỉ và mình sẽ sử dụng một chiếc khăn giày hoặc là miếng gạch mà mình đã chuẩn bị từ đầu. Nếu không có thì cũng không sao bạn nhé. Bạn đặt miếng gạch hoặc tấm khăn xuống dưới lưng của mình. Thì ở Sophie thì mình sẽ xoay cái miếng gạch này ngang. Mình đặt ở ngay dưới ngực của mình, phần lưng trên á, để làm sao khi mà mình nằm xuống thì ngực của mình sẽ nhô cao, phần xương sườn của mình sẽ nhô cao để mình mở được lồng ngực của mình. Rồi hai bàn chân của bạn chạm vào nhau, bạn mở hai gối ra. Rồi chúng ta đặt đầu của mình xuống sàn. Bạn hãy đặt đỉnh đầu xuống. Rồi mở hai tay sang hai bên. Thả lỏng. Chúng ta hạ hai vai của mình hướng xuống sàn. Hạ hai gối hướng xuống sàn. Cảm nhận căng mở lồng ngực, mở khớp hông, mở cổ họng. Nếu bạn thấy khi mà mình đặt cái đỉnh đầu của mình hướng xuống sàn mà bạn cảm thấy khó chịu, thì bạn có thể lót một quyển sách hoặc là một cái gối ở dưới đầu của mình này. Và mình nằm như bình thường. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây 5 phút hay là 15 phút. Động tác này rất là dễ chịu, làm cho cơ thể của chúng ta được trở về trạng thái phục hồi. Hơi thở bình thường, tự nhiên. Tâm trí hoàn toàn lắng dịu. Rồi khi nào mà bạn đã thực hành xong tư thế cuối cùng thì bạn hãy thoát khỏi tư thế bằng cách nghiêng người sang một bên. Rồi từ từ mình ngồi dậy, trở về tư thế ban đầu. Vừa rồi Sophie đã hướng dẫn bạn chuỗi động tác yoga giúp giải tỏa căng thẳng, lo âu và phương pháp hít thở luân phiên bằng mũi. Hy vọng bài tập này sẽ giúp ích được cho bạn. Và bạn hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Nếu như bạn có câu hỏi gì dành cho Sophie thì hãy đặt ra cho mình ở hộp comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn. Namaste.